Chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Ngày nay chúng ta không thể phủ nhận những tính năng tiện lợi mà đồng hồ pin mang lại. Và một điều nữa là đồng hồ pin không cần phải bảo dưỡng quá nhiều. Nhưng nếu bạn đã biết đến công nghệ EcoRide của nhà Season thì đó lại là một sự lựa chọn hoàn toàn khác. Để hiểu rõ thêm về công nghệ này, chúng ta hãy tìm hiểu một mẫu đồng hồ EcoRide mới nhất của Season mà nó còn hay được ví von và so sánh với những chiếc Seiko 5 quân đội. Đó chính là Season EcoRide BM8590-10E. Khi cuộc khủng hoảng Thạch Anh gây chấn động ngành công nghiệp đồng hồ vào năm 1970, thì ở Nhật Bản có Seiko dẫn đầu với công nghệ Atron, còn ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ thì đã chuyển đổi một phần sang sản xuất bộ máy Thạch Anh nhằm cố gắng tồn tại. Tuy nhiên, đồng hồ Thạch Anh vào thời điểm đó có vòng đời pin ngắn và quy trình tái chế kém thân thiện với môi trường, thì khi đó đồng hồ Season bắt đầu khám phá các thiết bị vận hành bằng ánh sáng mặt trời, muốn tạo ra một chiếc đồng hồ không cần thay pin. Kể từ thời điểm đó trở đi, Season đã không ngừng cải tiến công nghệ EcoRide để tăng khả năng dự trữ năng lượng, độ tin cậy và điều quan trọng nữa là bất kỳ chiếc đồng hồ nào được trang bị EcoRide đều có khả năng tự sạc dưới bất kỳ nguồn ánh sáng nào, kể cả ánh sáng yếu. Season BM8590-10E là một mẫu đồng hồ mang phong cách quân đội với sự kết hợp hài hòa giữa vỏ bằng thép không gỉ 36L và dây đeo được dệt bằng vải dù màu xanh ô liu với hai đường chỉ nổi cực kỳ mạnh mẽ và phóng khoáng. Mẫu đồng hồ này được thiết kế với mặt số màu đen trơn, có đường kính là 42mm và độ dày là 10,8mm, nổi bật với hiệu ứng vân tia nắng đẹp mắt, các cọc số Ả Rập to và rõ ràng, kim đồng hồ bản to có phủ dạ quang, giúp người đeo có thể xem giờ một cách rõ ràng ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Cửa sổ lịch thứ và ngày được đặt ở vị trí 3 giờ. Mẫu đồng hồ này có mặt kính khoáng cứng để bảo vệ mặt số, khung bezel thiết kế đẹp mắt để nhấn mạnh phong cách đặc trưng của mẫu đồng hồ quân đội. Season BM8590 được trang bị khả năng chống nước lên đến 100m, vì vậy bạn có thể sử dụng để bơi lội nhưng không thích hợp đeo đi lặn hoặc là tham gia các bộ môn thể thao dưới nước. Hiện nay thì Season đã đưa công nghệ EcoRide của họ vượt xa so với thế hệ đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời trước đó bằng cách là trang bị một số cải tiến kỹ thuật, đó là kết hợp các tế bào thu nhận ánh sáng hầu như là vô hình phía sau mặt số, không giống như các thiết kế rất dễ thấy của những chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời tiêu chuẩn. EcoRide sử dụng ánh sáng được chuyển đổi thành năng lượng và được lưu trữ trong một tấm pin có thể sạc lại bên dưới mặt số để cung cấp năng lượng cho đồng hồ. Đúng như tên gọi thì pin EcoRide thân thiện với môi trường và dễ tái chế vì chúng không chứa các hóa chất có trong hầu hết các loại pin để được sử dụng bởi đồng hồ Thạch Anh. Không chỉ vậy, công nghệ EcoRide của Season có thể tận dụng ánh sáng mặt trời tự nhiên hoặc bất kỳ nguồn sáng nào dù là tự nhiên hay là nhân tạo thì đều có thể cung cấp năng lượng cho tấm pin. Season đã trang bị cho những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập EcoRide của mình với những vật liệu và chức năng tốt nhất. Vì vậy, bạn có thể an tâm khi lựa chọn một trong những chiếc đồng hồ EcoRide. Vâng, đó là những gì tổng quan nhất về công nghệ EcoRide của nhà Season cũng như chiếc đồng hồ quân đội này. Nếu bạn đang quan tâm về chiếc đồng hồ này, hãy liên hệ với bên mình để nhân viên có thể tư vấn kỹ hơn cho bạn. Hiện nay thì Duyên Watch đang có chương trình khuyến mãi Summer Sale, giảm giá 15% cho toàn bộ đồng hồ Season trong thời gian có hạn. Hãy lựa chọn ngay cho mình một mẫu đồng hồ bạn yêu thích để tận hưởng công nghệ tuyệt vời của nhà Season. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.